xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Haley Jam Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay mình... À dạ, mới ngủ dậy. Chờ mình chút. Hôm nay mình sẽ dọn dẹp nhà cửa nha các bạn. Nên mình sẽ show cho các bạn coi cái cách mình dọn dẹp nhà cửa như thế nào nha. Trong cái mấy cái video mà mình chia sẻ đó thì mình ở chung với ba mẹ chồng của mình. Thì mọi việc lớn nhỏ gì ba mẹ chồng mình ra hết, mình không phải lo. Nhưng mà mình sống chung thì mình phải biết một chút đó, đúng không các bạn? Những cái việc về kinh tế hay là những cái việc về lớn lao mình không thể giúp được, nhưng cái việc mà dọn dẹp nhà cửa thì mình học hỏi để mình làm. Thì để các bạn xem coi mình làm gì nha. Vậy là xong một cái khu bàn, thấy không? Phủ nó rất là sạch. Nhà mình chuẩn bị xong Noel rồi các bạn. Quà cáp nè, rồi mấy cái mà trưng phong cảnh cho Noel đó cũng chuẩn bị xong rồi. Bây giờ chỉ có mua đồ ăn thôi các bạn. Mà đồ ăn thì tới đó rồi mua. Coi như xong rồi. Hôm chủ nhật vừa rồi hai vợ chồng mình đi shopping mua quà cho cả nhà đó. Ba mẹ chồng mình thì cũng đi mua từ từ rồi. Mình thì mua đủ rồi. Bởi vì bạn bè mình đâu có ai thân đâu. Có mấy người bạn ở trong lớp học á, thì có hai bạn tặng quà cho mình thì mình tặng lại cho hai bạn đó vậy thôi. Xong cái... Bây giờ qua tới cái bàn lớn. Ở nhà là mẹ chồng mình á trang trí hết á. Nói chứ ở nhà mà nhà sạch thì mát đúng không các bạn? Ở nhà bên Mỹ cũng bụi dữ lắm nha các bạn. Tại vì nhà mình ở bên trên đồi á, gió nhiều, bụi lắm. Nên là mình phải dọn dẹp thường xuyên. Còn mẹ chồng mình nói như mấy cái nhà mà như cái khu nhà mà nó không phải trên đồi á, nó ở ngoài thành phố á các bạn, thì nó đỡ bụi hơn. Mình ở trên đây nó gió. Đó, xong cái bàn lớn. Qua tới cái phòng này. Nó là cái phòng dành cho gia đình đó. Ở bên Mỹ gọi là living room. Là phòng dành cho gia đình. Là gia đình mà ngồi trò chuyện họp mặt gì á là ngồi trong cái phòng này, là bộ ghế này. Đó. Tất cả mọi thứ đều phải sạch sẽ thì mình nhìn cái nhà mình nó mới sạch mới mát được. Các bạn thấy dễ thương không? Đây là pha lê thiệt á các bạn. Mà mình công nhận nha, mẹ chồng mình cái gì cũng có hết. Để tối tối
hôm nào tối mình quay một cái cảnh mà mẹ chồng mình trang trí Noel nha. Tối nó mới đẹp, ban ngày nó mới đẹp, và tối nó có nhiều đèn. Ba chồng mình á thì bổn phận là lo phía bên ngoài, mẹ chồng mình thì lo phía bên trong đó. Mà công nhận ba chồng mình thương mẹ chồng mình dễ sợ luôn á nha. Trời ơi, bả sai làm như cái máy, bả sai mà ổng chạy không kịp luôn á. Nhưng mà ba chồng mình thương mẹ chồng mình dễ sợ luôn. Nhưng mà mẹ chồng mình khôn khéo lắm các bạn, rất là khéo, khéo lắm. Bây giờ tới phòng làm việc đó. Phòng nào cũng bụi hết các bạn. Rảnh là mình dọn, rảnh là mình dọn à. Mà bụi kinh luôn á, một tuần mình dọn 2 lần hết các bạn. Thế là xong, thế là xong cái phần phủi bụi. Giờ mình nè các bạn, mình hút bụi trước, hút lông chó trước. Lông chó quá trời, lông chó bụi xong rồi. Bây giờ lau nhà nha. Đó, sau khi mình hút bụi rồi mình sử dụng cái này nè các bạn. Cái miếng này là cái miếng hút bụi luôn á. Xong rồi bắt đầu mình lau. Đó. Mình lau như lau nhà vậy đó các bạn. Là cái nhà mình nó sẽ sạch bông, không có một tí bụi luôn á. Nhà mình nuôi chó nè. Cái bà chó này sao bả đụng lông quá trời. Mình đi đâu cũng có lông bả hết trơn á. Nên là mình phải kỹ. Thật ra đó các bạn, khi mà mình qua đây là mẹ chồng mình chỉ cho mình cách sử dụng hết á. Chứ Việt Nam mình đâu sử dụng mấy cái này đâu. Với lại ở Việt Nam á các bạn biết không,
mình giỏi kiếm tiền thôi, việc nhà dở lắm, đi ra đường xẹt là có tiền, về nhà làm việc nhà dở lắm. Thì nhà mình có em mình với có chị mình làm đó. Đó, bây giờ mình lau hết cái nhà nha. Đó, bây giờ mình làm nhà tắm nha các bạn. Nhà tắm làm ít. Nhà mình có ba cái nhà tắm. Trước tiên mình sẽ lau kính. Đó, bây giờ mình sử dụng một cái này để mình lau cái phần đá hoa cương ở trên cái khung bồn đó các bạn. Đó. Nhà mình có ba nhà tắm thì để mình quay một cái nhà tắm này cho các bạn thôi nha. Rồi hai cái kia ở trong phòng ngủ. Cho nên là mình lau mình cái nhà tắm này á là phòng khách đó các bạn. Đó. Nhà mình thì mỗi phòng ngủ có một cái nhà tắm rồi. Cho nên nó là cái này là để cho khách. Với lại mình xài ba cái linh tinh ban ngày á. Đó. Đà xong, đá hoa cương mình sử dụng cái này. Bây giờ tới cái bồn. Cái bồn thì mình sử dụng cái này. Cái bồn trong đây nè các bạn. Cái bồn rửa tay á. Xịt vô. Rồi bắt đầu mình lau y vậy luôn. Đó. Đó. Sạch sẽ rồi. Both the washer and dryer are both singing at the same time. You know how they play the music? Yeah. They both play the music. Yeah. Same. Giặt đồ xong rồi, nó sấy xong rồi. Thôi rồi để mình ra mình lấy đồ đã. Hai các bạn ơi, đây là cái nhà tắm thứ hai rồi nè. Ba nhà tắm. Thì mình quay tí xíu cho các bạn xem cái cách là mình vệ sinh nhà cửa ở Mỹ như thế nào đó. Thì mình quay cho các bạn coi tí xíu xíu vậy thôi. Chứ dọn hết cái nhà này á, là gần 2 tiếng luôn á các bạn. Mà một tuần mình có thể dọn một lần, tuần mình dọn hai lần á. Mình rảnh rảnh là mình dọn à. Kiểu như là các bạn biết không, mình sống ở đây thì không có nặng gánh về kinh tế gia đình rồi. Nhưng mà mình cũng phải biết dọn dẹp nhà cửa, biết làm một chút xíu chứ. Mình đâu phải là bà hoàng hay công chúa gì đâu mà qua đây ngồi thăm. Đó, có nhiều bạn không hiểu á, nói là mình khi mà mình chia sẻ các bạn, có những người bạn thân của mình luôn á, khi mình chia sẻ thì nói là mình sướng. Sướng hay khổ chưa biết đâu các bạn. Chỉ có bước đầu là như vậy thôi. Còn cái thứ hai nữa là tại sao mà ba mẹ chồng mình thương mình nhiều như vậy á, là bởi vì mình biết nhiều á các bạn. Các bạn sống ở đâu á mà các bạn cái gì các bạn không biết, chứ cái biết điều là các bạn phải biết chút xíu. Bởi vì ba mẹ chồng mình, mẹ chồng mình lớn tuổi rồi thì ba chồng mình làm không à. Rồi cái mình từ lúc có mình á thì mình nói thôi để mình làm cho những cái gì không biết á thì dạy cho mình. Mình học hỏi, mình làm. Rồi sau này mình lo cho cái tổ ấm của mình thì mình mới biết đường mà mình làm đó. Đó, chính vì vậy cho nên là ba mẹ chồng mình rất là thương mình. Chứ con cái ở Mỹ, con cái ruột các bạn không có phụ cha mẹ làm việc nhà đâu. Nó làm chuyện của nó thôi. Với lại nó làm việc của nó thôi, nó ở phòng nó làm dọn phòng nó thôi, nó không có khe mấy cái phòng khác đâu. Đó, thì qua đây mình cũng rất là cảm ơn và mình cũng rất là vui khi mà mình chia sẻ được cái công việc mà mình dọn dẹp nhà cửa ở Mỹ đó cho các bạn cùng xem. Bây giờ mình dọn tiếp. Rất vui khi mà mình chia sẻ được những cái gì mà mình sinh hoạt ở đây cho các bạn cùng xem. Thì mình hy vọng rằng các bạn đừng có ném đá mình nha. Cái này là cái công việc thường thôi chứ nó không có gì đặc biệt hết á. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.